Hi everyone, welcome back to our channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we are going to study Unit 2, Entertainment and Leisure. Student book, I learned small ways, grade 10. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài 2, chủ đề Entertainment and Leisure, giải trí và những hoạt động vào thời gian rảnh. Okay, sách tiếng Anh lớp 10, I learned small ways. Alright, in lesson 1, we are going to study how to talk about leisure activity you like and don't like. And the second one, we are going to study how to use jargons. Okay, và trong bài học đầu tiên, chúng ta sẽ học cách để mà nói về những cái hoạt động vào thời gian rảnh mà bạn thích và bạn không thích. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ học cách sử dụng những cái danh động từ jargons. Okay, and pronunciation, sentences, straight, negative. Và trong phần phát âm thì chúng ta sẽ học phần trọng âm trong câu phủ định nhé. Okay, in Paris, what do you do on the weekends? Do you have a lot of free time? Chúng ta sẽ khởi động bằng một câu hỏi. Đó là bạn làm gì vào những ngày cuối tuần? Bạn có nhiều thời gian rỗi hay là không? Ok, nếu mà bạn có nhiều thời gian rỗi, bạn sẽ nói sao? Yes, I do. Nếu mà bạn không có nhiều thời gian rỗi, thì bạn sẽ nói no, I don't. Ok, và bạn làm gì vào những ngày cuối tuần? For me, I listen to music. I usually listen to music. Sometimes go shopping with my mom on the weekends. Ok, mình sẽ nói sao? Mình thường nghe nhạc hoặc là thỉnh thoảng thì đi shopping, đi mua sắm với mẹ của mình vào những ngày cuối tuần, etc. Ok, vân vân. Các bạn có thể viết theo ý của mình. Ok. Now, let's see some vocabulary. Ok. The first one we have aerobics, là tập thể dục nhịp điệu nhé. Bike, xe đạp. Canoeing, việc chèo thuyền. Clue, manh mối. Crossword puzzles, trò chơi ô chữ. Hang out, đi chơi với ai đó. Karaoke, dành thời gian ở một nơi nào đó, hát karaoke. Karate là võ, karate nhé. Leisure, thời gian rảnh rỗi. Ride, lái hay là đi hay là cưỡi. Role playing game là gì? Trò chơi nhập vai. Running, việc chạy bộ. Tiếp theo mình có do karate, tập võ karate. Play role playing games, trò chơi nhập vai. Go for a bike ride, đạp xe đạp. Go running, chạy bộ. Go canoeing, chèo xuồng. Do crossword puzzles, giải câu đố ô chữ. Go do aerobics, tập thể dục nhịp điệu. Hang out with friends, đi chơi với bạn bè. Play board games, chơi cờ bàn. Tiếp theo mình có cái từ gerund, danh động từ. Ok, magazine, nhấn trọng âm, nhấn vào âm cuối. Magazine, tạp chí. Entertainment, sự giải trí. Healthy, tính từ khỏe mạnh. Keep fit, giữ dáng. Socialize, hòa nhập cộng đồng. Alright, tiếp theo mình có gì? Emphasis là sự nhấn giọng, trọng âm. Ok, emphasis, danh từ số nhiều sẽ là emphasis. Ok, emphasis. Alright, very good. Now let's go back our lesson today. New words. Alright, now let's move on the first one. New words. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, phần new words. Ok, A, number the pictures, listen and repeat. Ở trong phần này, chúng ta sẽ đánh số vào các bức tranh, nghe và lặp lại. Here we have a phrases and a pictures, right? Now we match together. Ok, ở đây chúng ta sẽ có 8 cụm từ trong khung và tương ứng sẽ có 8 bức tranh. Bây giờ chúng ta sẽ chọn sao cho phù hợp. Ok, chúng ta sẽ chọn những từ nào, những cụm từ nào trong khung vào mỗi bức tranh sao cho phù hợp. Ok, sao cho đúng. Ok, number one, do karate, tập võ karate. Number two, play role playing games,
là chơi trò chơi nhập vai. Alright, number 3, go for a bike ride, là cưỡi xe hạp. Right, number 4, go running, chạy bộ. Number 5, go canoeing, chèo thuyền. Number 6, do aerobics, tập thể dục nhịp điệu. Number 7, do crossword puzzles, giải câu đố ổ chữ. Number 8, hang out with friends, là đi chơi với các bạn bè. Ok, now look at this picture. Picture letter B, they give. Picture letter B, they give it. Number 1, do karate. Ở trong những cái bức tranh này thì bức tranh B người ta đã cho ở bức tranh B người ta đã cho sẵn chúng ta đó là gì? Do karate, là tập võ karate. Ok, now look at picture letter A. Tell me what activity is this? Hang out with friends, right? Như vậy ở bức tranh A đó là gì? Hang out with friends, là gặp gỡ bạn bè. Ok, now picture letter C. Picture letter C, what activity is it? Ở bức tranh C đây là hoạt động gì nhỉ? Nếu mà bạn không biết thì mình có thể để lại để mình loại trừ sau nhé. Picture letter D, what activity is this? What are they doing? They are doing aerobics, họ đang tập thể dục nhịp điệu. Right, so number 6. Picture letter E, what are they doing? They are going running. Going running, họ đang chạy bộ. Okay, picture letter F, what are they doing? What activity is this? Go, they are going for a bike ride. Các bạn ấy đang cưỡi xe đạp, right? You see a bike. Okay, you see bikes there. Alright, các bạn có thể thấy là có xe đạp ở đó đúng không? Như vậy đây là cưỡi xe đạp. Picture letter G, what is he doing? He is doing crossword puzzles. Number 7, right? Ở bức tranh G là cậu ấy đang làm gì đây? Giải câu đố ô chữ. Okay, and the last pictures. Picture letter H, going canoeing, chèo thuyền. Okay, so we go back picture letter C. Chúng ta sẽ quay trở lại với bức tranh C. Như vậy chúng ta sẽ loại trừ. Như vậy bức tranh C ở đây sẽ là gì? Play role playing games. Play role playing games, chơi trò chơi nhập vai nhé. Okay, now let's check. Và then, now listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và lặp lại nhé. Listen and repeat. 1. Do karate. 2. Play role-playing games. 3. Go for a bike ride. 4. Go running. 5. Go canoeing. 6. Do aerobics. 7. Do crossword puzzles. 8. Hang out with friends. Alright, very good, guy. Now be in pairs. Talk about which activities you would like to do more and say why. Ở trong phần B, chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Chúng ta sẽ nói về những hoạt động mà bạn thích làm nhiều hơn và hãy nêu lý do tại sao. Ok, example, ví dụ, I would like to hang out with friends more because I rarely see them. I'm too busy studying, right? I would like to hang out with friends more because I rarely see them. I'm too busy studying. Tôi thích gặp gỡ bạn bè nhiều hơn bởi vì tôi hiếm khi gặp họ. Tôi thì quá bận với việc học. Alright, okay. Now, I would like to do aerobics more because I want to keep fit. Tôi thích tập thể dục aerobic nhiều hơn bởi vì là tôi muốn giữ dáng. I would like to go running. I would like to go running. I would like to go running more because it helps me healthy and in shape.
Okay, tôi muốn tôi thích chạy bộ nhiều hơn bởi vì là nó giúp cho tôi giữ dáng, nó giúp cho tôi khỏe mạnh và giữ dáng. Okay. I would like to do karate because I want to protect myself. I would like to do karate. I would like to do karate more because I wanna protect myself and have good health. Tôi thích tập võ karate nhiều hơn bởi vì là tôi muốn bảo vệ chính mình và có một sức khỏe mạnh. Etc. You can write with your idea. How about you? And how about you? What activity you would like to do more and why? Thế còn các bạn thì sao? Bạn thích những cái hoạt động nào nhiều hơn và tại sao? You can write with your idea. You can write your idea here. Các bạn có thể viết với ý của mình ở đây nhé. Alright, very good guys. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển của phần tiếp theo nhé. The second part is reading. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần reading, phần đọc. Huy and you wrote to Teen World Magazine. What did they write about? Bạn Huy và bạn Như thì viết cho một tạp chí thế giới tuổi teen. Họ đã viết về cái gì? School exam, các bài kiểm tra của trường. Leisure activity, những hoạt động vào thời gian rảnh. Indoor activity, những hoạt động trong nhà. Như vậy các bạn có thể đoán được chủ đề nào không? Can you guess? What did write about? What did they write about? Can you guess? Các bạn có thể đoán được là các bạn đó sẽ viết về chủ đề nào không? Maybe leisure activity, right? Tại vì chủ đề của chúng ta đó là gì? Entertainment, sự giải trí, and leisure, và những thời gian rảnh. Như vậy, có thể là chủ đề sẽ là leisure activity. Đó là suy đoán thôi ha. Now B, read and answer the questions. Trong phần B, chúng ta sẽ đọc và trả lời câu hỏi. So, number one, what sport do Huy do on a team? Bạn Huy tham gia vào một đội môn thể thao nào? Bạn Huy tham gia đội tuyển môn thể thao nào nhỉ? Number two, what activities do Huy say are boring? Hoạt động nào, những cái hoạt động nào mà Huy nói ra là nhàm chán? Number three, what activities do you do twice a week? Những cái hoạt động nào mà Như làm hai lần một tuần? And number four, what activity do you do with her dad? Những cái hoạt động nào mà Như làm với bố của cô ấy? Now let's read together. Now let's read together. Over to you. Teen World Magazine is doing a story about what teenagers in Vietnam like to do in their free time and ask Huy and Như about their hobbies. Tạp chí thế giới tuổi teen. Tạp chí thế giới tuổi teen đang viết một câu chuyện về thanh thiếu niên ở Việt Nam thích làm gì vào thời gian rảnh và đã hỏi Huy và Như về sở thích của họ. Như vậy chủ đề của chúng ta ở đây sẽ là gì? Chủ đề của chúng ta ở đây sẽ là gì? Leisure activity, right? Trong bài chúng ta có đề cập là gì? A story of what teenagers Vietnam like to do in their free time. Như vậy tạp chí Thế giới Triều Tiên thì là một cái câu chuyện về thanh thiếu niên Việt Nam thích làm gì vào thời gian rảnh. Và đã hỏi Huy và Như về những sở thích của họ. Now let's read together. Huy, I really like doing sport. My favorite sport is karate. I love doing karate. I'm a member of a club and I'm on the high school team too. Tôi thật sự thích chơi thể thao. Và môn thể thao yêu thích của tôi đó là môn võ karate. Tôi thích tập võ karate
Tôi là thành viên của một câu lạc bộ và tôi cũng nằm ở trong đội tuyển của trường cấp 3 và tôi cũng nằm trong đội tuyển của trường cấp 3. At home, I enjoy doing crossword puzzles. Ở nhà, tôi thích giải câu đố trò chơi ô chữ. My mom does the crossword every day. Mẹ tôi giải câu đố ô chữ mỗi ngày. And we sometimes do it together. Và thỉnh thoảng chúng tôi chơi cùng nhau. I like solving the clues before she can. Tôi thích giải những cái manh mối trước khi mà mẹ có thể. I really like playing soccer with my friends. Tôi thật sự thích chơi bóng đá với các bạn của tôi. But I don't like just running. Nhưng mà tôi không thích như là chạy. Alright. Running by yourself is just so boring. Chạy bộ một mình thì quá nhàm chán. Alright. The other members of my family love playing board games. Những thành viên khác trong gia đình của tôi thì thích chơi cờ bạc. But I think it's boring too. Nhưng tôi nghĩ nó cũng nhàm chán. I think playing video game is much more fun. Tôi nghĩ là chơi game online, chơi game điện tử thì là vui hơn. So, what sport do we do on a team? Như vậy, cái môn thể thao nào mà Huy tham gia đội tuyển? À, Huy đã tham gia vào đội tuyển môn thể thao nào nhỉ? Karate. Okay, karate. Bạn Huy có nói là bạn gì? My favorite sport is karate. I love doing karate. I'm the member of club. And I'm on the high school team too. Okay, môn thể thao yêu thích của mình là môn võ karate. Mình thích tập võ karate. Mình là thành viên của một câu lạc bộ và cũng là thành viên của đội tuyển ở trường cấp 3. Okay. And what activity do we say are boring? Và cái hoạt động nào mà Huy nói là buồn, chán, nhàm chán? Running. Okay. Running. And playing board game. Okay. Running by yourself is just so boring. Chạy bộ một mình thì là quá nhàm chán. Okay. Playing board games. But I think it's boring too. Chơi cờ bạc. Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng nhàm chán. Như vậy cái môn thể thao, cái hoạt động mà bạn Huy cho rằng là nhàm chán đó là môn chạy bộ và môn chơi cờ bạc. Okay. So, what sport do we do on a team? Karate. Okay. Thể thao mà cái môn thể thao mà bạn Huy tham gia trong đội. Bạn Huy tham gia vào cái đội tuyển môn thể thao karate. Môn võ karate. Number two, what activity do we say are boring? Và cái hoạt động nào Huy nói rằng là nhàm chán? Running and board games. Running and play board games. Chạy bộ và chơi cờ bạc. Okay. And number three, and number four, what activities do you do twice a week? And number four, what activities do you do with her dad? Những cái hoạt động nào mà Như làm hai lần một tuần? Những cái hoạt động nào Như làm với bố cô ấy? Now let's see. Như, I enjoy doing aerobics. I go to an aerobics class on Mondays and Thursday. A few of my friends go. I enjoy doing aerobics. Mình thích tập thể dục nhịp điệu. I go to an aerobics class on Mondays and Thursday. Mình đến lớp tập thể dục nhịp điệu vào mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần. A few of my friends go to the class too. Một số người bạn của mình cũng đến lớp nữa. I enjoy like playing role playing games with my friends once or twice a week. Mình cũng thích chơi trò chơi nhập vai với các bạn của mình một hoặc là hai lần một tuần. Role playing games are so cool. Trò chơi nhập vai thì là quá tuyệt vời. My dad loves going for a bike ride. Bố của mình thì thích cưỡi xe đạp. Sometimes I go with him.
Thỉnh thoảng thì tôi đi với ông. He likes going fishing too. Bố thì cũng thích đi câu cá nữa. I really don't like go fishing. I really don't like going fishing because there's nothing to do but sit there. Tôi thật sự không thích đi câu cá bởi vì là không có gì để làm ngoại trừ việc ngồi ở đó. Ok, như vậy, what activity do you do twice a week? Như vậy hoạt động nào mà Như làm hai lần một tuần? Hoạt động nào mà bạn Như làm hai lần một tuần? Đó là gì? Do aerobic. Ok, do aerobic. Ok, hai lần một tuần. On Monday and Thursday, vào mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần. Ok, và một hoạt động nữa đó chính là play role play game with my friend once or twice a week. Và mình cũng thích chơi trò chơi nhập vai với các bạn của mình một hoặc là hai lần một tuần. Như vậy là ở câu số 3 chúng ta sẽ chọn hai hoạt động. Ok, hai hoạt động mà bạn Như làm hai lần một tuần đó là gì? Do aerobic, tập thể dục nhịp điệu. Và the second one, play role playing games, chơi trò chơi nhập vai. Ok, very good. Ok, now number 4. What activity do you do with her dad? Going for a bike ride. Going for a bike ride. Going a bike ride. Ok, my dad love going a bike ride thì là ok rồi. Ok, ba của tôi thích cưỡi xe đạp. Thỉnh thoảng thì tôi đi với ba. Ok, ba cũng thích câu cá nữa. Nhưng mà tôi không thích đi câu cá bởi vì là nó không có thứ gì để làm ngoại trừ là ngồi ở đó. Như vậy là những cái hoạt động nào mà Như làm với ba của cô ấy? Go for a bike ride. Go for a bike ride. Cưỡi xe đạp. Ok, cưỡi xe đạp thôi nhé. Very good. Alright, very good guys. Now, see in pairs. Do you prefer playing games and doing puzzles at home or going outside to play sport and why? Ở trong phần C, chúng ta thích chơi trò chơi và giải câu đố ở nhà hay là bạn thích đi ra ngoài để mà chơi thể thao và nêu lý do tại sao? Ok, ví dụ mình nói là mình thích đi ra ngoài để chơi thể thao thì mình sẽ nói như sao? I love going outside because I will be more active and healthy. Ok, bởi vì nó sẽ giúp tôi năng động hơn và khỏe mạnh hơn. It also help me keep fit. Nó cũng giúp tôi giữ dáng nữa. Alright. And you can say I prefer playing games and doing puzzles at home. Ok, nếu mà bạn nói là bạn thích chơi game hay là giải câu đố ô chữ ở nhà hơn thì mình sẽ nói sao? I prefer playing games and doing puzzles at home because I can spend time with my family. We can play game and do puzzle together. This helps strengthen family bonds. Okay, creating special moment between children and parents. Okay, tôi thích chơi game và giải câu đố ô chữ ở nhà hơn bởi vì là tôi có thể dành nhiều thời gian với gia đình. Chúng tôi có thể chơi game và giải câu đố ô chữ cùng nhau. Điều này nó giúp cho thắt chặt tình cảm các thành viên trong gia đình. Nó tạo ra những cái khoảnh khắc đặc biệt, tạo ra những cái khoảnh khắc đặc biệt giữa con cái và ba mẹ. Alright. And how about you? Do you prefer playing games and doing puzzles at home or going outside to play sport and why? Thế còn bạn thì sao? Bạn thích chơi game và giải câu đố ở nhà hay là bạn thích đi ra ngoài chơi thể thao? And give me your reason. Và các bạn hãy đưa ra cái lý do. Alright, very good guys. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. The next part
is grammar. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua phần thứ ba, đó là phần ngữ pháp. A, listen and repeat. Đầu tiên sẽ là phần nghe và lặp lại nhé. Now listen together. Do you like doing aerobics? Bạn có thích tập thể dục nhịp điệu không? I love doing aerobics. Mình thích tập thể dục nhịp điệu. Ok, như vậy các bạn hãy để ý like doing. Like doing. Love doing. Ok. Và doing ở đây đó chính là gerund, danh động từ. Ok, doing ở đây chính là danh động từ. Like doing aerobics. Doing aerobics. Ok, doing ở đây sẽ được gọi là gerund, danh động từ. Ok, so gerund, meaning and use, nghĩa và cách sử dụng. We can use gerund to talk about hobbies and general things we like and we don't like. Ok, chúng ta sử dụng danh động từ gerund để nói về những cái sở thích hay nói về những cái thứ gì đó chung chung mà chúng ta thích hay là chúng ta không thích. Example, ví dụ, I like playing soccer. Tôi thích chơi bóng đá. I hate washing dishes. Tôi ghét rửa chén. Ok, như vậy ở đây chúng ta thấy playing soccer, washing dishes. Ok, như vậy gerund ở đây có nghĩa là gì? A gerund is a noun made from a verb by adding ing. Gerund ở đây có nghĩa là danh động từ, chính là danh từ mà được tạo bởi một động từ cộng với cái đuôi ing. Ok, we can use certain verbs like, enjoy, love, hate, don't mind, can't stand with gerunds. Ok, và chúng ta lưu ý là chúng ta có thể sử dụng những cái động từ như là động từ like, động từ enjoy, động từ love, động từ can stand, don't mind, or hate với những cái danh động từ nhé. Tức là sau những cái động từ này sẽ là dạng động từ thiên nhiên hay còn gọi là danh động từ. Ok, form, công thức. She loves going for a bike ride on the weekends. Cô ấy thích cưỡi xe đạp vào những ngày cuối tuần. Như vậy là sau những cái động từ love, hey, hay là doesn't like, hay là enjoy, thì sẽ là gerund, tức là động từ thêm cái đuôi ing. Alright, she loves, chủ ngữ là she, thì động từ love chúng ta sẽ chia thêm s hoặc là es. Động từ love nó kết thúc bằng chữ cái e rồi thì chúng ta chỉ việc thêm s. She loves going for a bike ride on the weekend. On the weekend tức là vào những ngày cuối tuần nhé. Vào mỗi cuối tuần. Ok, cô ấy thích cưỡi xe đạp vào mỗi cuối tuần. Ok, on the weekends thì nó tương đương với lại every weekend, vào mỗi cuối tuần. Ok, hay là gì? They hate playing board games. Họ ghét chơi cờ bạc. Ok, như vậy sao hay sẽ là động từ thêm in. He doesn't like cooking. Anh ấy không thích nấu ăn. Alright, what do you like doing on the weekends? Bạn thích làm gì vào những ngày cuối tuần? Ok, bạn thích làm gì vào những ngày cuối tuần? Do you enjoy doing aerobics? Bạn thích tập thể dục nhịp điệu chứ? Ok, như vậy các bạn lưu ý ha. Sau những cái động từ như là like, enjoy, love, can't stand là gì? Không thể chịu đựng được. Don't mind là không có bằng tâm. Hate là ghét. Thì sẽ là động từ ở dạng thêm cái đuôi ing, hay còn gọi là động từ, danh động từ. Alright, very easy, right? Alright, now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. Okay, B, filling the blanks using gerunds. Ở trong phần B, chúng ta sẽ điền vào các chỗ trống sử dụng danh động từ. Alright, she likes doing karate, but she doesn't like watching it. Ok, cô ấy thích tập võ karate nhưng mà cô ấy không thích xem nó. Alright, number 2, hey, mind not. Như vậy ở đây sẽ là gì nhỉ? Doesn't mind, chủ ngữ là he, ở dạng phủ định. Động từ
chính của chúng ta là my, như vậy ở đây chúng ta sẽ mượn trợ động từ the. Again, the not sẽ là doesn't. He doesn't mind. Sau doesn't mind, sau not mind thì sẽ là gì? Động từ thêm in gerund. Again, he doesn't mind helping his mom with the shopping. Anh ấy không ngại giúp đỡ mẹ đi mua sắm. Alright, number three, she enjoy hang out with her friends on Sundays. Enjoy là thích, sau enjoy là gerun, động từ thêm in. Ok, như vậy chủ ngữ là she là ngôi thứ ba xuất thì enjoy của chúng ta sẽ thêm s nhé. She enjoy hanging out. She enjoys hanging out with her friends on Sundays. Cô ấy thích đi chơi với các bạn vào mỗi chủ nhật hàng tuần. On Sundays là vào chủ nhật, vào mỗi chủ nhật hàng tuần nhé. And number four, Andy. Hey, do crossword puzzle. He thinks it's boring. Như vậy Andy là ngôi thứ ba xuất. Như vậy cái động từ hey, get chúng ta sẽ thêm s. Và sau đó sẽ là động từ thêm in, doing. Andy hates doing crossword puzzles. Andy hates doing crossword puzzles. He thinks it's boring. Andy thì ghét giải câu đố ô chữ. Cậu ấy nghĩ nó thì nhàm chán. Alright. And number five, my sister not stay do aerobics. My sister can stand. Ok, can stand. Ta có cái cụm can stand là gì? Không thể chịu được, không thích. Ok, my sister can stand doing aerobics. Chị gái của tôi không thể chịu được, tức là không thích tập thể dục nhịp điệu. Alright, my sister can stand doing aerobics. Em gái của tôi hay là chị gái của tôi không thích tập thể dục nhịp điệu, không thể chịu được, tức là không thích tập thể dục nhịp điệu. Alright. Number C, I not like going. Như vậy ở đây sẽ là dạng phủ định, đúng không? Chủ ngữ là I thì sẽ là mượn trợ động từ do, phủ định. Do not thì sẽ là don't. I don't like going running. Tôi không thích chạy bộ, but I love going for a bike ride. Nhưng mà tôi thích cưỡi xe đạp. Alright, I don't like going running, but I love going for a bike ride. Tôi không thích chạy bộ nhưng mà tôi thích cưỡi xe đạp. Number 7, I enjoy play tennis after school. Chủ ngữ là I thì động từ sẽ dạng nguyên mẫu. I enjoy playing tennis after school. Tôi thích chơi quần vợt. Tennis là môn quần vợt sau bữa học, sau giờ học ở trường. Ok, tôi thích chơi quần vợt sau giờ học ở trường. Alright, and the last sentence, the last one, number A, she listen not stand listen to loud music. She can't stand listening to loud music. Cô ấy không thể chịu nổi nghe nhạc to, hay nói cách khác là cô ấy không thích nghe nhạc lớn. Alright, she can't stand listening to loud music. Cô ấy không thích nghe nhạc lớn. Okay, very good guys. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. C, look at the prompts and write full sentences. Use gerunds. Ở trong phần C, chúng ta sẽ nhìn vào những cái phần gợi ý và viết câu hoàn chỉnh sử dụng dạng danh động từ nha. Example number 1, we have I, we have love, sing, karaoke. So we can write here, I love singing karaoke. Tôi thích hát karaoke. Okay. Number 2, we have I, we have like, play computer games after school. So we can write here, I like
Playing computer games at the school. I like playing computer games at the school. Tôi thích chơi game sau giờ học ở trường. Okay, so number three. We have I not enjoy dance. So we can write here, I don't enjoy dancing. I don't enjoy dancing. Tức là tôi không thích nhảy, tôi không thích khiêu vũ. Okay. And number four, we have I can't stand play board games. So we can write here, I can't stand playing board games. Tôi không thích chơi cờ bàn. Okay, tôi không thích chơi bàn cờ, cờ bàn. Okay. And number five, we have I like sleep late weekends. So we can write here, I like sleeping late on the weekends. On weekends, okay, I like sleeping late. I like sleeping late on weekends. Tôi thích ngủ trễ vào những ngày cuối tuần. Tôi thích ngủ muộn vào những ngày cuối tuần. Tôi thích ngủ muộn vào cuối tuần. Okay, tôi thích ngủ muộn vào cuối tuần. Alright, very good guys. Các bạn hãy nhớ nhé, sau những cái động từ như là love, like, don't enjoy, don't like, don't love, can't stand, like thì là sẽ là động từ thêm ing hay còn gọi là gerund, dành động từ nhé. Very good guys. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển của phần tiếp theo nào. D in pairs. Talk about the activity that you like the most and the activity that you don't like and say why. Use the words from the box. Use the words from the box. Ở trong phần D chúng ta sẽ nói về những cái hoạt động mà bạn thích nhất, những cái hoạt động mà bạn không thích, những cái hoạt động mà bạn không thích và hãy nói lý do tại sao. Và lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng những từ trong khung nhé. Ở đây chúng ta sẽ có những cái cụm từ playing the piano, chơi đàn piano, riding a bike là cưỡi xe đạp, hanging out with friends là đi chơi với các bạn bè, singing karaoke là hát karaoke. Okay. Example here. Which activity do you like the most? Hoạt động nào mà bạn thích nhất? Thì mình sẽ nói sao? I love singing karaoke with my friends the most. It's so much fun. I love singing karaoke. I love singing karaoke with my friends the most. It's so much fun. Tôi thích hát karaoke với các bạn bè nhất. Nó thì vui. Okay, nó thì có nhiều niềm vui. Alright. And all you can say, what activity do you like the most? Như vậy, hoạt động nào mà bạn thích nhất? I enjoy playing the piano. I feel happy when I can play well. Okay, tôi thích chơi đàn piano. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mà tôi có thể chơi giỏi. Alright. What activity don't you like? Và cái môn thể thao, cái hoạt động nào mà bạn không thích? I hate singing karaoke. It's boring. It's noisy. Okay? Tôi không thích hát karaoke bởi vì nó nhàm chán và nó làm sao? Nó ồn ào. Alright? And how about you? Thế còn bạn thì sao? What activity do you like the most and what activity you don't like? Còn bạn thì sao? Bạn thích cái hoạt động nào nhất và bạn không thích hoạt động nào thì mình sẽ nêu ra ở đây. You can write with your idea, okay? Các bạn có thể viết ý tưởng của mình nhé. Ví dụ mình thích là sao? Interesting, nó thú vị. Exciting, nó tuyệt vời. It's so much fun, nó vui. Okay? It's time to socialize with friends. Đó là thời gian tuyệt vời để mà giao lưu với bạn bè. Hay là it's good for health, bởi vì nó tốt cho sức khỏe. Okay. Vân vân. Okay. Hoặc là không thích là vì sao? I feel tired, feel boring after doing
doing it or after playing it. Tôi cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy nhàm chán khi sau khi mà làm cái điều đó hay chơi 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 cái gì đó. Okay, I'm not good at hay là I'm bad at it. Tôi không giỏi về cái gì đó. Okay, hay là it's hot and polluted outside hay là nó trời nóng và ô nhiễm bên ngoài. Hoặc là gì, I did like noisy, tôi không thích tiếng ồn, it's boring, it's expensive, vân vân. Okay, okay, very good guys. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. The next part is pronunciation. Chúng ta sẽ di chuyển qua phần tiếp theo, đó là phần phát âm. I stress the negatives for emphasis. Sentences stress. Phần A sẽ là gì? Trọng âm cho câu phủ định. Nhấn vào từ phủ định cho câu phủ định. Okay. Trọng âm trong câu. Alright. Now, B, listen to the sentences and focus on the stressed words. Okay, listen to the sentences and focus on the stressed words. Ở trong phần B, chúng ta sẽ nghe những câu sau và hãy tập trung vào những từ được nhấn trọng âm nhé. Và chúng ta hãy lưu ý những từ được gạch chân. Okay, now listen together. B. Listen to the sentences and focus on the stressed words. I really don't like going running. I really don't like going running. I can't stand doing aerobics. I can't stand doing aerobics. Okay. What did you hear? I really don't like going running. Chúng ta thấy là trọng âm ở đây được nhấn vào từ phủ định don't, right? I really don't like going running. Tôi thật sự không thích chạy bộ. I can't stand doing aerobics. I can't stand doing aerobics. Tôi không thích tập thể dục nhịp điệu. Okay, như vậy cái trọng âm trong câu phủ định sẽ là những từ phủ định nhé. Now see, listen and cross out the sentences with the wrong sentence stress. Ở trong phần B, chúng ta sẽ nghe và loại bỏ câu mà có trọng âm sai trong câu. Okay, now listen together. C. Listen and cross out the sentence with the wrong sentence stress. I hate going shopping. He can't stand doing aerobics. Okay, so which one is the wrong sentence stress? Như vậy câu nào có phần trọng âm sai trong câu nhỉ? Chúng ta nghe cái câu đầu tiên đúng không? The first one, right? Chúng ta nghe là ở câu đầu tiên chúng ta có nghe là trọng âm nó rơi vào cái chữ shopping. Như vậy là không đúng. Okay, phải là hate mới đúng nhé. Okay, so the first one had the wrong sentence stress. Okay, the first one has the wrong sentence stress. Okay, như vậy câu đầu tiên là câu có cái phần trọng âm trong câu được phát âm sai. Okay, chúng ta sẽ sửa lại sao? I hate. Trọng âm nó phải rơi vào từ phủ định là từ hate, right? I hate going shopping. Okay? I can't stand doing aerobics. I can't stand doing aerobics. Okay? Tôi ghét đi mua sắm hay là tôi không thích tập thể dục aerobic. Tôi không thích tập thể dục nhịp điệu. Okay? Now D, read the sentences with the correct sentence stress to a partner. Ở trong phần B, chúng ta sẽ thực hành đọc những cái câu mà có cái phần trọng âm đúng cho bạn của mình, cùng với bạn của mình nhé. Chúng ta sẽ đọc những câu mà có phần trọng âm đúng cùng với các bạn trên lớp nhé. I really don't like going running. Tôi không thích chạy bộ. I can't stand doing aerobics. Tôi không thích tập thể dục nhịp điệu. He can't stand doing aerobic. He can't stand doing aerobic. Anh ấy không thích tập thể dục nhịp điệu. Và cái câu số 1 này chúng ta sẽ sửa lại sao? I hate doing shopping. Trọng âm của chúng ta phải rơi vào từ phủ định, đó là từ hate mới đúng nhé. I hate going shopping. Như vậy mới đúng nhé.
Okay, very good guys. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. The next part is process. A. Ask and answer using the picture and prompts. Ở trong phần thực hành, A. Chúng ta sẽ hỏi và trả lời câu hỏi sử dụng những bức tranh và những phần gợi ý bên dưới nhé. Ở đây, chúng ta sẽ nhìn vào những cái bức tranh này. Look at the picture and tell me what is it. Okay, the first picture, what does it mean? Do karate. Ở bức tranh đầu tiên đó là gì? Tập võ karate. And the second one? The second one. Play role-playing games. Ở bức tranh số 2 đó là gì? Chơi trò chơi nhập vai. Play role-playing games. Chơi trò chơi nhập vai. Okay. Picture number 3. Do aerobics là tập thể dục nhịp điệu. Okay. Picture number 4. Go running, chạy bộ. Picture number 5. Do crossword puzzle. Right, do crossword puzzle là gì? Giải câu đố, trò chơi ô chữ. Picture number 6. Go canoeing là chèo thuyền. And the last picture, go for a bike ride. Go for a bike ride, cưỡi xe đạp. Okay. Chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi. Chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi do you like và cộng theo là những cái hoạt động. Ví dụ như là do you like doing karate? Bạn có thích tập võ karate không? Thì ở đây người ta đã cho sẵn chúng ta là can't stand, tức là không có thích. Như vậy mình sẽ trả lời no, I can't stand doing karate. Tôi không thích tập võ karate. Ok, tương tự ở đây sẽ là gì? Do you like playing role playing games? Bạn có thích trò chơi nhập vai không? Ở đây câu trả lời người ta cho là like. Thì mình sẽ trả lời Yes, I like playing role-playing games. Có, tôi thích chơi trò chơi nhập vai. Okay. Picture number 3. We can ask here, do you like doing aerobics? Bạn có thích tập thể dục nhịp điệu không? Câu trả lời ở đây là can't stand, tức là không thích. Thì mình sẽ trả lời sao? No, I can't stand doing aerobic. Không, tôi không thích tập thể dục nhịp điệu. Okay. Picture number four, we can ask here, do you like going running? Bạn có thích chạy bộ không? Câu trả lời ở đây người ta cho mình là enjoy. Enjoy có nghĩa là thích. Như vậy mình sẽ trả lời sao? Yes, I enjoy running. I enjoy going running. Có, tôi thích chạy bộ. Okay. Picture number five. We can ask here, do you like doing crossword puzzles? Bạn có thích giải câu đố trò chơi ô chữ không? Okay, câu trả lời ở đây là don't like, không thích. Như vậy, mình sẽ trả lời no, I don't like doing crossword puzzles. Không, tôi không thích giải trò chơi ô chữ. Okay. Picture number six. We can ask here, do you like going canoeing? Do you like going canoeing? Canoeing. Do you like going canoeing? Bạn có thích chèo thuyền không? Câu trả lời ở đây người ta cho chúng ta là don't mind. Thì chúng ta sẽ trả lời sao? No, I don't mind going canoeing. Okay. Yes, I don't mind going canoeing. Có, tôi không phiền để đi chèo thuyền. Okay. And the last picture we can ask here, do you like going for a bike ride? Do you like going for a bike ride? Bạn có thích đi xe đạp không? Câu trả lời ở đây là love, tức là thích. Mình sẽ trả lời yes, I love going for a bike ride. Có, tôi thích đi xe đạp. Alright. We can use these words to describe how much we like or dislike something. Chúng ta có thể sử dụng những cái từ này để mô tả là bạn thích hay là không thích cái gì đó nhé.
Đấy, chúng ta có thể sử dụng những cái từ này để mô tả là bạn thích hay là không thích cái gì đó, bao nhiêu, như thế nào. Tần suất ở đây là gì? Can't stand là không thể chịu đựng được, tức là không thích. Really don't like tức là thật sự không thích. Don't like tức là không thích. Okay. Don't mind tức là không bận tâm. Like or enjoy là thích. Really like là thật sự thích. Love là yêu, yêu thích. Okay. Now B, practice with your own ideas. Ở trong phần B thì chúng ta sẽ thực hành với ý của mình nha. Thực hành với ý của mình thì mình sẽ nói sao? I like doing yoga because really I like doing yoga because it help me to keep fit. Tôi thích tập yoga bởi vì nó giúp tôi giữ dáng. Okay, or I can't stand going shopping because it's waste a lot of money. It's waste a lot of time. Tôi không thích đi mua sắm bởi vì là nó mất nhiều thời gian hay là mất nhiều tiền bạc. Alright, etc. Okay. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. And the last one is speaking, survey, free time activity. Phần cuối cùng của chúng ta sẽ là phần nói. Survey free time activity là cuộc khảo sát về các hoạt động vào thời gian rảnh. A, add four activity to the list. In fourth, talk about how you feel about each activity in the list and say why you like or you don't like the activity. Okay. Ở trong phần này chúng ta sẽ thêm 4 hoạt động vào danh sách bên dưới. Và chúng ta sẽ làm việc theo nhóm gồm có 4 người. Chúng ta sẽ nói về cảm nghĩ của bạn về những về mỗi cái hoạt động trong 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 danh sách nhé, và hãy nói tại sao bạn thích hay là không thích những cái hoạt động đó. Alright. Ở đây người ta đã cho mình là doing yoga là tập yoga. Okay. Thì mình sẽ ghi 4 cái hoạt động ở đây đó là gì? Có rất là nhiều hoạt động ha, các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như là ngoài do yoga là tập yoga thì mình có gì? Do aerobic, tập thể dục nhịp điệu, do karate, tập võ karate, do ballet, tập múa ballet, do tai chi, do taekwondo, do archery, do gymnastics, alright? Hay là play the piano, play the violin, play the guitar, play computers, play chess, play video games, play board games, etc. Okay? Play football, play soccer, play tennis, play table tennis, play basketball, play badminton, play volleyball, play baseball, etc. Okay? Go cycling, go jogging, go hiking, go climbing, go horse riding, go swimming, go scuba diving, go fishing, go skateboarding, go inline skating, go skiing, go ice skating, go sailing, go rafting, go canoeing, go kayaking, go skydiving, etc. Okay, các bạn có thể ghi thêm 4 hoạt động từ trong những cái danh sách mà cô vừa liệt kê. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ cùng thảo luận xem là những cái hoạt động này tại sao bạn thích hoặc là tại sao bạn không thích, và mình sẽ nêu cái lý do ra. Ok, ví dụ như là I like doing yoga because it helps me to keep it. Ok, I don't like going shopping because it's waste a lot of time or it's waste a lot of money. Tôi không thích đi mua sắm bởi vì là nó tốn nhiều thời gian và tiền bạc, etc. Okay. Now B, what activity do you gratify the most? What activity do you like the least? Why? Ở trong phần B, hoạt động nào trong nhóm của bạn thích nhất và hoạt động nào trong nhóm của bạn ít thích nhất? Và hãy nêu lý do tại sao. Ok, thì cô có nội dung như sau. Hey, my name is Anne. I'm going to tell you what our group likes and dislike doing. We like playing soccer the most. It's so much fun to play together.
This also help us have good health. And our least favorite activity is doing karate. It's too boring. Okay. Xin chào, tên của mình là An. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về nhóm của mình, những cái mà thích, những hoạt động thích và không thích làm. Chúng mình thích chơi bóng đá nhất bởi vì nó vui để chơi cùng nhau. Nó cũng giúp cho chúng mình có một sức khỏe, nó cũng giúp cho chúng mình có một sức khỏe mạnh. Nó cũng giúp cho chúng mình có một sức khỏe tốt. Cái hoạt động mà ít yêu thích nhất của nhóm mình đó là tập võ karate. Nó thì quá là nhàm chán. Alright. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lưu ý lại một tí xíu về điểm ngữ pháp của bài học ngày hôm nay. Đó là thì hiện tại đơn với động từ thường sẽ có cấu trúc là gì? Chủ ngữ cộng động từ. Động từ ở dạng nguyên mẫu hoặc là thêm s hoặc là es thì nó phụ thuộc vào chủ ngữ nhé. Đối với chủ ngữ là he, she, it, singular noun, chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thì động từ sẽ được chia là s hoặc là es. Ok. Và đối những vậy khi nào thì thêm es? Hầu hết các động từ sẽ thêm es. Tuy nhiên một số động từ mà nó tận cùng bằng những chữ cái như là ch, sh, s xinh đẹp, s Sài Gòn, yes, thì chúng ta sẽ thì những cái động từ đó chúng ta sẽ thêm es nhé. Và chúng ta sẽ có ba cái động từ đặc biệt, đó là do, have và go. Ba động từ này khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn thì do sẽ được chia là does, has sẽ được chia là have, have sẽ được chia là has, go sẽ được chia là goes. Alright. Hoặc là những cái động từ mà nó tận cùng bằng phụ âm cộng với chữ cái y dài thì các bạn lưu ý khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn trước khi thêm cái đuôi es, es. Alright. Rồi điểm ngữ pháp thứ hai đó là gerund, là danh động từ đúng không? Và các bạn hãy lưu ý là sau những cái động từ như là like, love, enjoy, can't stand là không thể chịu đựng được, don't mind là không ngại, hate hay là detest, hay là practice, hay là finish, avoid, consider, suggest, keep. Đây là những cái động từ theo sau sẽ là dạng gerund, tức là động từ thêm yên nhé. Thì các bạn hãy lưu ý học thuộc. Ok. Okay, so we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bài học tại đây rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. See ya.